Chào anh chị và các bạn, hôm nay cả nhà mình đang chuẩn bị đi ăn ốc. Mời các bạn cùng đi với cả nhà mình nha. Cầu cổ chiên á các bạn, cái cầu cổ chiên luôn.
gia đình đi ăn ốc. Đây là quán ốc của người quen của bạn Út mình nè, cũng mới khai trương được vài ngày à, nên Út mình vẫn đi ăn ốc để ủng hộ. Mà xa quá. Sầm luôn. Bảo như nhã ngồi tướng sang sang giống nhau, còn Quy ngồi tướng cái thương khổ. Nó đâu mà thấy vậy? Nãy chị chở á, đưa hả nhã rồi chở đi còn sao đấy. Nãy chở thằng Bảo á, thấy ngồi tướng giống nhã thấy thương. Bữa không tao cũng la nhã, con ngồi cái tay con được cứ để thay ngủ làm sao, giống như nhà bà Ti dữ lắm, con cứ ngồi con để ra tay lên đùa. Sao Bến Tre mà kêu nhà bà Ti kìa. Cái gì vậy? Nói gì tôi chín qua tới rồi. Anh Năm. Chết mẹ. Anh Như. Anh Như. Dạ, không biết có đi hôn mà tụi em đang ngồi lễ ốc. Nữa hai con đâu đủ hả? Đủ không? Nữa hai con đâu đủ? Đủ hai con hả? Hai con ơi. Trời chạy nhiều trời ơi. Nói hai đứa. Bây giờ anh nói chuyện với chị Năm đi. Trời ơi, bà về bà nó ngon quá, đặt một mớ nữa rồi. Ơi. Dạ dạ. Bây giờ về hả? Bây giờ bây giờ á hả? Bây giờ đâu về được? Mấy trăm đi. Để tôi về về tôi điện lại mần. Mấy trăm nữa. Rồi, để tôi nói chuyện nha nha. Rồi thôi nha. Năm giống xỉn quá ta, năm mình giống xỉn quá. Nè chị coi số điện của chị Phê đi. Em mà biết có luôn số điện thoại không? Ăn hết con này với con đó. Ăn đi vậy à, tôi mới ăn có con này hà nha. Không, không có ý đó là chị Năm nó ăn con này, Tâm ăn con đó. Ăn cái gì đó ăn đi. Ăn dần dịch quay cho mọi người lên TV trời đó. Ủa chứ.
Bà đừng làm cầm, đang quay. Phải chữ đúng tính cách không? Rồi đúng rồi. Mình đúng rồi. Mình sao cứ y vậy đi. Đâu rồi tao? Giống như sáng á, miệng mít cái cơm nhà với chè. Rồi sáng mới đầu đâu rồi hết thấy đường. Trời ơi, cái chừng mà thấy quay phim mà đó mới thì mì dung được. Chị Lan không biết. Ủa cà phê. Cà phê chứ phải chị về. Em nhớ em có luôn á. Chị đòi văn quá. Ủa nhớ có rồi đó. Có chị Thành luôn, tôi đây đi em kiếm cho. Kiếm đi. Tại giờ ốc làm tao bảo đang mắt rồi. Ủa đi. Quay phim, quay phim. Tại giờ ốc làm tao mời mắt rồi. Thôi thôi kiếm chị về cái một rồi nay hết sợ người ta ăn. Kiếm cái kiểu bê hoài không ra thôi. Con ốc này làm cho chị tên quá. Ờ đây nè chị Phê vậy mà. Ờ chị Phê vậy mà hết sợ mày ơi. Ốc nào mà cha mẹ nhà có số điện thoại và có điện nè. Mẹ có điện thì ổng có nhà ổng nghe. Ăn con đi, ăn con. Ăn đi nhỏ làm ngon chứ làm gì ngon làm gì ngon mốt trước gì ăn ốc quá rồi chết mẹ rồi rồi lấy từ từ chị từ không nè có chữ chị kem mà nãy giờ không có vô số nè mày đọc sao vô số mà coi đây chờ rồi ai 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 kiếm số điện thoại đang hết các chịu nha đi. Bà nhỡ á, bắt đâu đi tới em mình hỏi theo đâu. Ủa trời ơi. Cũng tào lao thiệt chứ. Đã nói không mà. Em điện thoại cũng quay rồi. Mệt ghê vậy. Ủa còn cái này là cái gì vậy ta? À ngon sao. Ôi mấy con ốc nó cũng làm em mờ mắt luôn đi. Chưa 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 bỏ đâu. Đi đi. Con ăn cái này cay kinh rồi. 0373 873 đứa chơi đứa nào cũng bị mờ mắt ốc là mờ mắt ở đây ốc làm em mờ mắt anh chị kêu nè tư tư nghe giờ tư con đi hai bây giờ tao nói mày nghe cháu quay phim hồi ai ăn dựa em nhất biết lượng nghe nói già đấy cây vậy em né em né em ăn nhiều cái con này dư chưa dư chưa tới chơi kia luôn nè những con này bích bích đâu ai ạ à, chị sáu hả chị sáu rồi rồi cho chị sáu cái e ạ à. Em đang đi ăn ốc bữa qua phòng cấu chiên nè cơ rồi à. Mấy giờ chạy tới kỳ đúng mắt bây giờ đi ăn ốc cái chị bê đặt chè tôi em trúng mắt đi à. Trời ơi chết rồi hả vậy vậy nhiêu phần nè cái gì vậy ta đặt chè chết đi hả chị nói bây giờ cho ăn người ta thiếu quá anh đợi người ta đòi nữa giờ ê, sao là chết rồi nguyên cả gia đình ôn đồ đóng cửa đi nè ngót nấu chè trúng mến nó chứ đi qua mình bạn ôn ăn nó quán đi qua này ngon nha đây này ngon nha nào còn này ăn được chị tư ơi chị kia bên đó này chị tư bốn người chị bên đó này ngon nè đi về đi về đủ không? Đủ, đủ, ngon nha. Chị Tư chị chỉa bên kia nha, chị ăn bên này. À, không, Tư. Dạ sao? Vậy giờ chia đây bên đó nè, giống như bên này nè. Ờ, chứ bên khoảng 4 người, đây 4 người. Ủa, hai con gì hả? Không có hai con gì hả? Cái này là tao dính cái vỏ ra, tao chưa ăn nha. Ủa, gặp hả? Vậy là ổng ở nhà ổng mất máy rồi ổng ấy rồi ổng sao con nhiều dưới con có đây nhiêu đây dưới là con coi chừng một hồi là mày hưởng mới chở mình cho con nha chị sáu gầy gầy tan chợ đâu kịp chị thì chiều không biết bao nhiêu viên thì chiều không mua là giờ gì ghé mua ngày hai ngày năm nữa đưa cho con nhé mà không được mẹ ơi có kịp bỏ dưới được không con là bao nhiêu viên vậy nó là chạy thế này ngon rồi nha em nói thiệt luôn tự nhiên thấy cái này ngon à năm lần được nè sao biết mà bảo anh con chiều kêu bắt năm lần cũng sôi luôn mấy con ơi à hấp dẫn này không ngon lắm chị tư để hát đi em thay quần áo để xếp ở chừng 2 giờ được không ừ ừ ừ nhanh vậy nếu em làm sớm thì em đem sớm ủa vậy ha ừ ăn vô đồ cho em đi ăn có ai chơi gì không trong cục nha nè
này phải không? Đây nè. Dạ ơi. Đây con giờ đủ là hai cục. Chỉ cho mấy bạn hộp xôi cũng ngon á. Này là ngon là em sợ nó mềm nhão á, em gấp lấy ra mà đem ra cho chị mà. Rồi vừa xong rồi em chạy chạy liền như sợ quá giờ. Ở bển này có ai ăn này chưa chia ra đi nghe. Mà hôm qua nó mềm á. Chị Năm ơi. Chị Năm ơi, sao tắt máy đi hết. Ốc nó kêu. Nó mềm như vậy em làm này, tại vì hồi cái nồi sau mới mềm. Cái nồi sau là da cho chị mới khô. Còn cái nồi trước là tính cho ta làm ngon. Con thì bị cái nồi sau là gấp. Hết áo rồi Năm ơi. Em đi liền á. Năm ơi hết áo rồi. Con thiệt ngày nãy ăn hột men không bay. Ừ chị em nghe cái mùi em ngán chết. Bảo đảm uống nước thì chứ con nha. Cái này mình là người ta không tò mò. À, em không đi vô em chơi cũng em mệt quá trời em không có vô em chơi. Ủa nãy giờ có ai ăn chưa? Chưa, cái chân kẹt chưa ăn. Ủa vậy là chân kẹt này. Mình mấy bên này mọi người ơi, mọi người ơi, ốc ngon quá mọi người ơi. Thử coi. Rồi thôi ạ. Ủa ăn luôn ha, ăn luôn cái ghẹ, cái vỏ hay gì vậy ta? Vỏ ghẹ. Vỏ vỏ ăn. Ủa xong nó có cái bột gì á, nhai được hả? Này bị dây cho mình ăn không? Ngon. Chủ yếu là nó ủa, cái này sao hả? Chưa có được ra. Ủa vậy hả? Giống như dắt vô. Nào chia ra 2 4 6 8 con á. Mấy 8 con tôi chia ra đi. Câu này không ngon này bọt quá. Trời ơi chết mẹ cái không ngon này, đúng mánh. Cũng được nè. Cũng được mà chị đừng có ăn cái trong ruột nè. Đúng à. Cũng như chị ăn cái trong ruột, ta gãy ta gọt ngay mà không nghe vỏ mà nè. Nó mặn quá. Đưa cho con, ra đây. Cho muối nè. Ừ, cho muối cho nó ấy mà. Rồi nó đây. Ừ. Nhưng mà cái này nè, cũng như con ghẹ này nè, cũng giống như cái này nè, cái chua chua nè. Nó mặn nhìn chết rồi chấm. Nó có chị, cái ở ngoài nó mới chín nặng. Ừ, tông hả chị? Lúc nào mà tông nè, tông là chị phải chấm cái này nè, nó chua, cái chua chua chị nè, chị tay nè, coi nè. Nhà còn nếp. Thấy không? 6 5 3 chục. Nhà còn nếp. Ờ, ăn ốc cái kiểu ngồi kiểu chần hãng không được nha. Lòi ốc mới giúp. Ăn ốc con lòi ốc. Ê ơi, đang quay mình. Ốc gì đó. Nó chết trên đỏi. Hôm nay thì Út dẫn cả nhà mình đi ăn ốc á. Thì thứ nhất là cũng là muốn ủng hộ quán mới khai trương. Ở thứ hai là cũng muốn xem cái mặt bằng này như thế nào. Tại vì chủ quán này á, là nói á, là ở đây nếu mà bán bún bò buổi sáng cũng được lắm á. Tại vì bán món ốc thì chỉ bán buổi chiều thôi à, 4-5 giờ chiều bán. Giờ này là tụi mình cả nhà mình đang đi quán ốc ơi ở nằm bên đường Trà Vinh nha mọi người. Ở đây 5 giờ nè. Thì bán buổi sáng thì Út định là mở quán bún bò thêm. Nhưng mà đi qua tới đây thì thấy sao á các bạn. Từ mà nó đi qua tới đây thì tới gần 1 tiếng đồng hồ luôn. Ngày nào ăn phải đi buổi sáng thì bán, chiều về thì cũng hơi xa. Đây là cháo xào huyết nha mọi người, nhưng mà nhà em ăn hơi bị tiết kiệm nên người chỉ được một chén nhỏ vậy thôi. Không, nhà em đã ăn hết xào huyết, bây giờ để lại cho em. Còn để lại cho nhỏ cháo, tô cháo không. Ở cái này chén này ta gọi là chén cháo không, nhưng phải tô cháo không nha mọi người. Em nói tô cháo không là hơi bị lộn, hơi bị lỗi. Ăn đi con. Nói hồi lố, hồi lộn. Quang, ốc con trai làm chua chua ngọt ngọt có ngon, cái gì mà chua chua ngọt ngọt có ngon. Ốc bu. Cà na. Bánh bao bà ơi, kêu chè vậy các bạn. Kêu bánh bao nữa. Chắc đi kiếm chị á. Từ ở bên gì? Minh Đức hả? Bánh bao. Mẹ thằng bà bán bánh bao mà lại tiếng thằng ông. Dù gì thằng bà bán bánh bao để tiếng thằng ông thì biết sao có người bán.